Quý vị khán giả đang theo dõi bản tin giá vàng và giá ngoại tệ được phát sóng hàng ngày trên Lao động .vn. Kính thưa quý vị, ghi nhận vào khoảng hơn 9 giờ sáng nay, 22 tháng 7, giá vàng thế giới đang giao dịch tại 1960 đô la Mỹ trên một ounce, giảm khoảng 10 đô la Mỹ so với mức giá cùng thời điểm hôm trước. Theo giới phân tích, làn sóng chốt lời của giới đầu tư đang kìm hãm vàng bứt phá. Ngoài ra, vàng còn giảm trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ tiếp tục ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ khi số lượng người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục giảm. Dù vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng kim loại quý vẫn nhận được trợ lực khi thị trường kỳ vọng tuần tới sẽ là đợt tăng lãi suất cuối cùng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ. Cùng xu hướng với thị trường vàng thế giới, giá vàng miếng trong nước cũng ghi nhận chiều hướng giảm nhẹ. So với cùng thời điểm ngày hôm trước, giá vàng SJC đã được điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào. Giá vàng PNG niêm yết giảm 100.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Hiện chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới trên 10 triệu đồng trên lượng. Dưới đây là thông tin chi tiết. Về thị trường ngoại tệ, đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng trong phiên giao dịch vừa qua và hiện đang trên đà tăng tuần lớn nhất trong 2 tháng so với các loại tiền tệ chính khác. Hiện chỉ số đô la Mỹ Index đạt 101,09. Trong nước, vào cuối phiên giao dịch vừa qua, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.734 đồng trên đô la Mỹ. Dưới đây là thông tin chi tiết. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những bản tin tiếp theo. Trúng gì? Trúng nhiều tiền. Ủa, đất tài thanh, chào tăng thông độ, nó bùng anh. Trúng giải 1 tỷ, tím giải 100 triệu, 2.000 giải trúng ngay mỗi ngày. Nhanh tay thứ nhảy, gửi tin nhắn đến 6020 hoặc truy cập website để trúng tiền tỷ.